Theo báo cáo của Trung tâm Y tế thành phố Châu Đốc trong ngày 11 tháng 12, thành phố Châu Đốc ghi nhận 44 ca mắc mới trong cộng đồng 3 ca, một trường hợp tại khóm Châu Long 8 phường Châu Phú B, một trường hợp tại khóm Dĩnh Đông 1 phường Núi Sam, một trường hợp tại khóm Mỹ Hòa phường Dĩnh Mỹ, trong khu cách ly tập trung 9, trong đó khu cách ly trung tâm hoạt động thanh thiếu niên 3, khu cách ly trường Châu Thị Tế 6, trong khu cách ly điều trị 32, bệnh viện Đa khoa khu vực 25, bệnh viện Nhật Tân 4, trung tâm y tế 3. Tổng số F0 phát hiện tại thành phố châu đốc là 2.728, trong đó tái dương tính 8, khỏi bệnh 2.098, tử vong 97. Hai trường hợp tử vong từ ngày 7 tháng 12 đến ngày 9 tháng 12 năm 2021 đã có mã số bệnh nhân, hiện đang quản lý điều trị 533, trong đó có 240 F0 được điều trị tại nhà từ ngày 3 tháng 11 năm 2021, cách ly điều trị. Bệnh viện Đa khoa khu vực Châu Đốc 60, Bệnh viện Nhật Tân 69 F0. Ngoài ra, Bệnh viện Nhật Tân còn điều trị 11 F0 của Châu Phú, 5 F0 của Tịnh Biên, 14 F0 của Tân Châu, 8 F0 của Phú Tân, 8 F0 của An Phú, 1 F0 của Tri Tôn. Trung tâm Y tế cơ sở điều trị 0, Trung tâm Hoạt động Thanh Thiếu Niên 51, Trường Trung học Phổ thông Dân tộc Nội trú 113, Cách ly tại nhà mới 44, Chuyển tầng điều trị 17, Khỏi bệnh 17, Hiện đang quản lý 240. Cơ sở cách ly tập trung 56, trường trung học phổ thông dân tộc nội trú 10, trung tâm hoạt động thanh thiếu niên 10, bệnh viện Nhật Tân 13 F1. Ngoài ra bệnh viện Nhật Tân còn 2 F1 của Tân Châu, 2 F1 của Phú Tân, 2 F1 của Châu Phú, trường thủ khoa quân 7, trường Châu thị tế 10. Cách ly tập trung trong thành phố có 2 điểm cách ly các trường hợp không triệu chứng, trung tâm hoạt động thanh thiếu niên dân tộc nội trú và một điểm cách ly điều trị, trung tâm y tế thành phố Châu Đốc quản lý 336 người, 5.276 trường hợp đã hoàn thành thời gian cách ly. Cách ly tại nhà nơi lưu trú, quản lý cách ly tại nhà 2.305 người và 10.467 người hoàn thành cách ly tại nhà. Tất cả đều có sức khỏe bình thường.